hello hello dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Các việt kính thưa quý vị uh, sáng nay khi mà có thông tin uh, nói rằng người nhà đã gửi đơn uh, xin giảm nhẹ hình phạt cho bà nguyễn phương hằng uh, đăng trên cái uh, cái trang bảo vệ pháp luật là cơ quan của viện kiểm sát nhân dân tối cao đó thì uh, thật sự cũng có nhiều người uh, không 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 có tin rằng cái cái tờ đơn đó là sự thật hoặc là nói chung là có nhiều cái ý kiến xung quanh cái câu chuyện này đúng không các nhà à, kiểu như là nửa tin nửa ngờ đó bởi vì người ta nói là tại sao cái tờ đơn này đến thời điểm này à, mới xuất hiện mà không có làm à, trước đó cách đây 6 tháng bởi vì à, rõ ràng những cái người con của cô Nguyễn Phương Hằng rất là yêu thương mẹ ruột của mình cho nên làm sao tới thời điểm này mới làm cái giấy đơn này cho nên nhiều người à, ý kiến ra ý kiến vào à, xung quanh cái à, cái thông tin là cái cái đơn cứu xét này à và trong đó thì mình mới được một cái anh này là chuyên gia luật ảnh à, tư vấn rất là hay tuyệt vời rất là tuyệt vời luôn và anh cho rằng cái thông tin mà cái đơn cứu xét này á à, theo ảnh á là nếu mà ảnh là là con hay là cái người thân trong gia đình của cô nguyễn phương hằng á thì ảnh cũng sẽ làm như vậy à nhưng mà quan trọng á, là cái mốc thời gian nào để làm cái việc này à và anh nói rằng nếu như á cái thông tin này mà nó chính xác và nó được cập nhật trong một thời gian gần đây thì chắc chắn một điều là chiều nay hoặc là sáng mai thì báo của anh hiển sẽ lên bởi vì cái câu chuyện này anh hiển anh hiển không bao giờ nằm ngoài cuộc và y như rằng cả nhà trong cái thời gian mà mình đang uh, trò chuyện đang được uh, anh uh, cái anh chuyên gia đó ảnh uh, phân tích đó, thì mình xạch lên thì rõ ràng là bên phía anh hiển đã lên đã lên bài cách đây vài phút thôi đây cụ thể thì uh, trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải một bài viết với tiêu đề là con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng giảm hình phạt cho mẹ. Cái tiêu đề này rất là đặc biệt nha cả nhà. Để mình chia sẻ cái bài viết này xong mình sẽ nêu ra cái quan điểm của cái chuyên gia kia vừa tư vấn cho mình á, à, rất là hay luôn. Đây để thì mình đọc sơ ngang cái bài báo của báo pháp luật online cái đã ha. À, theo báo pháp luật online thì ông Nguyễn Quang Tuấn là con ruột bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến các cơ quan tố tụng xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ về để điều trị bệnh. À, con trai bà Nguyễn Phương Hằng à, vừa có đơn cứu xét gửi đến các cơ quan tố tụng. Theo đó thì ông Tuấn xin các cơ quan tố tụng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Dẫn chứng thì ông đã liệt kê hàng loạt thư cảm ơn bằng khen, giấy khen, giấy tri ân của nhiều cơ quan tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận cho bà Hằng và công ty cổ phần Đại Nam. Ông Tuấn nhắc đến quỹ Hằng Hữu do mẹ mình là giám đốc điều hành có đóng góp công sức ủng hộ hoạt động nhân đạo. Đáng chú ý, bản thân ông Tuấn chia sẻ thông qua luật sư, ông biết trong quá trình điều tra vụ án, mẹ của ông đã nhận nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm vì vậy ông mong rằng các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Nguyễn Phương Hằng và xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại để điều trị bệnh đến khi kết thúc vụ án. À nhưng mà còn chỗ này, chỗ này này mình hơi lấn cấn một cái vấn đề cả nha. À, không biết là có ai đó tư vấn cho anh Tuấn này hay không, hay là tự bản thân anh viết à, hoặc là nói chung là có cái sự chỉ đạo hay là giám sát hay là gì gì đó không thì mình không biết nhưng mà viết cái đơn cái cái chỗ này cả nhà cái chỗ này hình như nó cũng chưa phù hợp lắm bởi vì anh nói là ông mong rằng các cơ quan tiến tụng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt giảm nhẹ hình phạt là sao bởi vì rõ ràng đến thời điểm này cơ quan chức năng chỉ làm cái kết luận điều tra xong chuyển sang viện kiểm sát Viện Kiểm sát à, khi mà xem xét thì người ta có thể là cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, à, cho nên không thể đưa ra xét xử, không thể nào ban hành cáo trạng à, và từ đó trả hồ sơ yêu cầu à, điều tra bổ sung để xem xem là có tổ chức hay không, có đồng phạm hay không. Vậy thì rõ ràng nó đã chưa có đầy đủ cái yếu tố cấu thành tội phạm, cho nên người ta không thể ban hành cáo trạng mà đưa ra xét xử được. Vậy thì chứng tỏ là đến thời điểm này bà Hằng vẫn chưa phạm tội, chưa có kết tội thì xin giảm nhẹ cái gì đây? trong khi chưa có tội mà làm sao xin giảm nhẹ cả nha đây chỗ này là hết sức lưu ý nha hết sức lưu ý nếu như chúng ta chấp nhận chúng ta thừa nhận hành vi phạm tội là có tội rồi thì chúng ta mới xin giảm nhẹ còn đằng này là chưa phạm tội thì xin giảm nhẹ cái gì à cho nên chúng ta cần phải xem xét lại ai đã tư vấn cho anh Tuấn này viết cái lá đơn này hay là à, tự bản thân anh cảm thấy rằng như vậy anh viết cái đơn hay là có cái gì đó nói chung là rất, rất nhiều những cái lấn cấn ở đằng sau đó À, nhưng mà mình thấy cái chỗ giảm nhẹ này thì hình như là nó chưa phù hợp lắm à, theo theo ý kiến chủ quan của mình thôi à, còn người trong cuộc thì người ta nghĩ như thế nào thì mình không biết ha à, rồi thì báo pháp luật online còn viết thêm á, là trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ vụ bà hằng à, bị đề nghị truy tố về các tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân lý do viện kiểm sát nhận định cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Đây, cái chỗ này thì báo chí có nhắc lại là viện kiểm sát nhận định là cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm ha, rồi xem xét nhập vụ án liên quan đến bà Hằng do công an Bình Dương khởi tố. Thì ở đây chúng ta nhập lại rất nhiều những cái mốc thời gian. Đầu tiên là bà Nguyễn Phương Hằng đã tạm giam hơn 6 tháng. Thứ hai là viện kiểm sát đã trả hồ sơ đấy viện kiểm sát trả hồ sơ là một trong những cái điểm mấu chốt vậy thì uh, cái vấn đề á, mà bà hằng có phạm tội hay không thì chắc chắn là chưa chưa có chưa có thể mà chặn ngay khẳng định rồi đúng không không ai có thể khẳng định vào thời điểm này vậy thì tại sao cái đơn này lại nói rằng là xin giảm nhẹ mình không biết là uh, nói chung cái này mà nói thẳng ra thì nó cũng hơi bị uh, uh, kiểu như là đụng chạm vậy đó cả nhà nhưng mà nói đến đây thì có nhận lẽ là nhiều người cũng nghĩ ra một cái gì đó một cái gì đó cho nên á mình xin dừng lại ở cái chỗ là tại sao mà trả hồ sơ rồi tại sao là xin giảm nhẹ ha rồi tại sao là đã giam 8 tháng tạm giam 8 tháng 6 tháng đúng không và mình tin có một cái niềm tin nào đó là sau cái những cái bài báo này sau cái việc mà xin giảm nhẹ hay là xin cứu xét này của con trai bà nguyễn phước hằng thì thời gian ngắn nữa thôi, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được bảo lãnh tại ngoại theo cái đơn này. À còn những cái tình tiết ở phía sau đó thì có thể là mỗi người có một cái nhận định nhưng mà chung quy lại thì ở trong cái cái tờ đơn này đó là xin giảm nhẹ hình phạt. Thứ hai nữa là viện kiểm sát trả hồ sơ. Thì hai cái vấn đề đó cả nhà có thể nhập lại và tự cho mình cái câu trả lời, à tự cho mình cái đánh giá. À đánh giá và trả lời luôn là tại sao mà sau cái đơn này sau sự ồn ào này rất có thể cái khả năng cao là bà nguyễn phương hằng sẽ được bảo lãnh tại ngoại à nếu như mà đúng như những gì mà mình mình chia sẻ vậy đó thì thật sự là rất là mình đi vô bằng một cái niềm vui vô bờ bến của những ai yêu mến sư nguyễn phương hằng nhưng mà cái câu chuyện đằng sau nó còn vui hơn rất rất nhiều lần à cho nên á mình lưu cái 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 câu nói ở đây đó là cái niềm vui đó mình sẽ giải thích thêm vì sao vui hơn nữa khi mà bà hàng được tại ngoại ở một vài cái video clip tới, nếu như mà bà hàng thật sự được bảo lãnh tại ngoại như theo cái đơn của anh anh con trai bà Hằng vừa nộp lên, à chỗ đó mới hay đấy cả nhà. À, mình hứa một điều, tới đó mình sẽ tiết lộ à, tiết lộ ai đã tư vấn và ai sẽ ai đã đã à, kiểu như đưa ra cái nhận định là một cái niềm vui cực lớn dành cho bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian sắp tới. À chỗ đó rất là hay đấy ngay cả nhà. Rồi ở dưới này thì uh, báo này còn viết thêm về uh, bị can Nguyễn Phương Hàng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 rồi ngày 18 tháng 8 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh uh, hoàn tất điều tra và điều nghị đề nghị truy tố bị can. Đó thì uh, nói chung là người ta viết lại thôi. Viết lại là những cái bị hại như là Võ Nguyễn Hoài Linh Vi quanh rồi hàng Ni. Uh, còn uh, những người uh, trong các cái buổi uh, livestream thì có sự hỗ trợ của uh, À, những cái trợ lý cũng như là những luật sư gì đó à, rồi đối với những cá nhân liên quan tham gia giúp sức cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả à, trưng cầu giám định tới nay là 6 tháng rồi đó nha 6 tháng mà trước đó à, cũng đã nhiều lần thấy báo chí đã nhắc tên rồi ha cả nhà đó và khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật à, được biết hiện nay bà hàng và gia đình mời nhiều luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư hà nội và thành phố hồ chí minh đó. Nói về vấn đề luật sư thì uh, cũng có nhiều cái câu chuyện để bàn lắm cả nhà, nhưng mà trong đó có một cái vị luật sư được cho rất là nổi tiếng, thậm chí có nhiều người đã khẳng định 100% là bà Hòa uh, sẽ là người bào chữa uh, quyền lợi hợp pháp cho bà Nguyễn Phương Hằng. Uh, đó là cũng là một trong những tin vui và chính vì nếu thật sự um, cái uh, sắp tới mà bà Hằng được uh, bảo lãnh tại ngoại thì một phần cũng nhờ uh, nhờ cái vấn đề về luật sư nha cả nhà rất là hay, rất là nhiều những cái câu chuyện đằng sau đó, cho nên mình hứa với cả nhà luôn, sau khi nếu như thật sự bà hàng được bảo lãnh tại ngoại thì mình sẽ tiết lộ những thông tin à, thông linh mật đó rất là hay luôn, tuyệt vời luôn đó. Nhưng mà đến hôm nay nếu mà nói trước thì rõ ràng nó chưa có hay lắm, không hay lắm, thậm chí là khi bằng mình cầm đèn chạy trước ô tô, bởi vì cái việc trước mắt là chúng ta chưa biết là cái đơn này sẽ được giải quyết hay không, hay là bị bác bỏ. Còn nếu mà bác bỏ thì um, chắc có khả năng là một cái tờ báo nhỏ nhỏ đăng thôi chứ không có tới mà tờ báo lớn như thế này đăng mà chúng ta thấy nếu một cái tờ báo lớn thậm chí là có người có uh, tìm hiểu về câu chuyện này rất nhiều mà ta đăng tải thì rất là có lý do để chúng ta hy vọng à, chúng ta sẽ uh, cái bằng rất là chờ đợi cái thông tin đó cả nhà à, thì uh, chia sẻ cả nhà đôi điều về uh, cái thông tin uh, nói chung là cực kỳ là vui này ha À, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại